Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi bữa trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Good morning Little Saigon! Xin chào quý vị cùng đến với chương trình Cà Phê Sáng của Little Sài Gòn trong ngày thứ 6 hôm nay 27 tháng Giêng 2023 và cũng là mùng 6 Tết. Xin chào anh Thái! Kính chào khán giả và anh Nguyễn Trường! À, hôm nay 50 năm trước là một ngày đặc biệt đối với oh. Việt Nam. À, sáng ngày hôm nay thì tin của hãng thông tấn UPI chạy một cái hình như thế này. On this day, US and North Vietnam side cease fire. Thưa quý khán giả, ngày 27 tây tháng riêng năm 1973 Cái bản hiệp định Paris để để gọi là vãn hồi chiến tranh chấm dứt Xin lỗi quý vị, vãn hồi hòa bình Chấm dứt chiến tranh từ Việt Nam được ký kết Gồm có bốn phía ký kết Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa yeah. à, Về phía Hoa Kỳ Lúc đó là thời của ông Richard Nixon Và Cộng sản miền Bắc Tức là uh, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở ngoài Bắc và trong Nam một cái nữa là cái gọi là đối với tổng thống nguyễn văn thiệu đó cái gọi là uh, mặt trận giải phóng miền nam tức là cộng hòa lâm thời miền nam việt nam nhưng mà sáng nay đó cái điều mà tôi chú ý là hãng thông tấn upi họ chỉ chạy có một cái hàng tựa là mỹ và bắc việt nam ký bản hiệp định này thôi ừ. tức là đối với dư luận của nước mỹ ngày xưa đấy đây là một cái cuộc chiến tranh giữa mỹ và cộng sản miền bắc chứ không phải là cuộc chiến tranh của những quân dân miền Nam bảo vệ cái nền dân chủ trong Nam. Ờ, trong chiến tranh Việt Nam đó thì báo chí của nước Mỹ lúc đó thiên tả nhiều. Tức là có một cái nhìn thiên cảm đối với Cộng sản. Cho nên họ loan những cái tin bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Và đây là một cái lối chạy hàng tựa, xin lỗi các khán giả và anh Nguyễn Trường. Rất là xò lá của báo chí Mỹ. Thay vì họ bảo là bàn hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng riêng năm 1973. Như thế là cũng đủ rồi. Còn nếu mà đã nói đó thì phải nói có bốn phía ký. Đằng nào chỉ bảo có Bắc Việt và Hoa Kỳ thôi. Tức là họ không xem phía Việt Nam Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và không xem cái gọi là uh, chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam của cái đám Nguyễn Thị Bình ra cái gì cả. Cái đó là cái sỏ lá của báo chí Mỹ. Chưa uh, chịu thôi là bởi vì lúc đó cái phong trào phản chiến nó nó, nó 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 nổi lên khắp nơi và đặc biệt là nước Mỹ. Vâng. À, mùng 6 Tết rồi anh Thái có còn vẫn còn ăn Tết chứ anh? Thú thật là Tết năm nay thì chỉ có mùng 1 à, rồi sau đó là hết rồi. Tại vì tôi <laughs> không có đi nhiều nơi với lại là cũng ngại đi ra những cái chỗ đông người quá đó. Dạ vâng. À, tôi với quý vị nhân nói về Tết đó, thì tổng kết lại tình hình Tết ở ngoài Bonsa. À, những cái khu có đông người việt ở đây đó thì thấy nó cũng rầm rộ lắm nó cũng à, rất là tưng bừng náo nhiệt tức là đi đến đâu cũng thấy à, những cái múa lân đốt pháo rồi à, hoa này kia bán ở chợ cũng có chợ hoa cũng có à, dọc theo những con phố mà người ta gọi là dứt những cái lều lên để bán hoa cũng có nữa nhưng mà ở việt nam thì tết nó lại khác anh anh thái à, năm nay thì em coi được nhiều cái video của những youtuber bên việt nam mà chiếu về những cái cảnh mà tới ngày 30 Tết đó tức là những cái gọi là chợ hoa à, truyền thống những cái chợ hoa mà tới gần tới ngày Tết người ta mang hoa ra người ta bán ở đây đó coi như là ế ẩm các thương gia về hoa năm nay họ nói họ lỗ tại vì tới ngày 30 Tết rồi đó thì một là cưa luôn cái cây mai cây đào không bán nữa và cũng không cho tại vì họ nói rằng là nếu mà cho nó như vậy á thì năm tới người ta sẽ chờ tới cái ngày đó người ta 30 Tết người ta đi ta người ta xin, cho nên thay vì anh nhìn thấy đây người ta cưa luôn cái gốc cây, đó. Còn không thì chợ hoa ở uh, làng hoa gò vấp á thì người ta mang xe xe xe, 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 xe chở Trời rác tới này, bao nhiêu ngàn chậu hoa cúc như vậy nè quăng lên đây hết cho nó cho nó nghiền nát ra. Thì hỏi anh trường ngay, thấy những cái chuyện như vậy thì anh anh nhận xét ra sao? tôi thấy là tội nghiệp cho tiểu thương tức là những người mà buôn bán hoa trong những ngày tết à, họ cũng bị ảnh hưởng bởi một số người gọi là chờ tới ngày chót rồi ra mua với giá rẻ hay là kỳ nào mua cho bằng được với giá thay vì phải bỏ đi nhưng mà những người này họ nói rằng là làm như vậy không được nên tức là người ta cứ chờ tới ngày 30 tết người ta tới người ta xin rồi người ta trả giá rẻ này kia tôi thà tôi quăng đi như vậy tôi không anh có ủng hộ cái chuyện đó không à, quăng đi thì uổng quá ừ. nhưng mà làm gì bây giờ nhưng mà chẳng làm gì được khác hết. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay chúng tôi đọc được hai cái bản tin liên quan đến chợ Tết tại Việt Nam. Cái bản tin của đài VOA, đó, Voice of America, ban Việt ngữ thì họ chạy một hàng tựa thế này. Họ nói là Tết ế ẩm, Tết ảm đạm, nói về cái hoàn cảnh của rất nhiều người à, vào ngày, những ngày cuối cuối năm không có tiền thưởng, tiền không có, vân vân Nhưng mà đài Á Châu Tự Do đó, thì đặt cái hàng tựa đập nát hoa ế, hành động này nói lên điều gì? Thì thưa anh anh Trường <laughs> Khó lắm <laughs> Bởi vì thế này này Những người muốn bán cũng mong rằng bán được uh, hoa Vâng Người đi mua hoa đó thì họ cũng mong là họ mua được giá rẻ Nhưng mà mặc cả tới cái độ nào đó thôi Và cũng phải thương cho những người suốt một năm trời trồng hoa Mong được vào một cái ngày Tết như vậy Mà bây giờ một số người cứ canh vào cái giờ gần chưa giao thừa buổi trưa buổi tối giao thừa buổi, buổi trưa ngày 30 đó đi ra để mà mua với hoa hoa với giá rẻ hoặc là chờ các người bán hoa họ thôi thực hiện cho một cái bình hoa cho nó rồi cái đó cũng không được tôi thấy cái câu nói này của một người uh, trả lời phỏng vấn của ban vị ngữ đại Arab A này một người trồng hoa ở gò vấp từ mấy chục năm qua nói với đài Arab A như sau tôi thấy đây là một hành động phản cảm và không có lòng nhân ái nhưng theo tôi lỗi là cả hai phía chứ không phải là một phía hồi xưa người mua cũng không chờ đến giờ cuối cùng để mua rẻ nếu họ có thể mua, được, mua trước người bán cũng cho hoa nếu họ không bán hết hồi xưa người ta hiền lành tâm người ta thiện cuộc sống không phải đối chọi không phải mưu mô tính toán nhiều bây giờ nguyên cái xã hội nó mưu mô tính toán như vậy người bán hoa mà không biết thương hoa, không biết trân quý cảnh hoa, họ đối xử với sản phẩm từng nuôi sống mình như vậy là không có tâm trong sự xử thế. Khó lắm, thưa anh, thưa anh Nguyễn Trường. Tại vì, xin phép anh, uh, sau năm 1975 thì tôi ngồi ngoài lề đường Lê Lợi đó, tôi à. bán sách. À. Thì trong đó có anh uh, thi sĩ uh, Trần Tuấn Kiệt, anh mất rồi. Anh phải hiểu cái tâm trạng như thế này. Có những cuốn sách rất quý. Hồi đó chúng tôi bán cái cuốn mà Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy đó. Đó là cái bộ Anna Karenin, Anna Karenin của leo Tolstoy. Có một bà ăn mặc rất trang trọng. Bà đi qua và mặc cả từ 700 đồng, tức là cái tiền hồi trước khi đổi tiền 700 đồng mà chúng tôi bán 700 mà bà, bà bắt đầu khởi đầu cái giá bà trả có một trăm rưỡi thôi. Mà bà không biết rằng những cái tay nó ngồi ở ngoài đó dầm mưa dãi nắng thì rốt cuộc buổi chiều bà biết là không mua được cái chỗ khác bởi vì sách nó quý lắm bà vòng trở lại để bà mua anh Trần Tuấn Kiệt đấy anh cầm cuốn Anna Karenin và bộ Chiến tranh của Hòa bình của Leon, Tolstoy anh vứt ra phía sau này anh vứt vào cái thùng mà, mà để chứa sách anh bảo không bán nữa. nhất định không bán nữa. thì bà bảo thôi mà thì bây giờ tôi tôi trả lên tới 700 đó giá của các ông muốn đó anh Trần Tuấn Kiệt mà không không bán nữa là không bán nữa thưa với cái vị chúng tôi cũng đã sống ngoài lề đường chịu những ngày nắng mưa và khó khăn lắm cho nên tôi hiểu những người bán hoa và cũng có những người khách họ rất tử tế họ đến là bảo thôi các ông như thế này thì một cuốn sách chúng tôi có thể cho thêm công tí tiền nhưng mà một số người họ khó chịu lắm lận họ cái canh bao giờ phút chót họ mua <laughs> như vậy thì cái việc mà vứt hoa đi đó à, tôi cho là cái đó là cái phản ứng của một cái sự tức giận của những người buôn bán thế thì anh nghĩ nha sao về cái việc thí dụ như là ở trên Facebook, mạng xã hội nó lan truyền một cái câu chuyện thí dụ như là chuyện ngụ ngôn thôi nghĩa là một người đi ra chợ trả giá từng bó hành, từng bó ngò một, từng miếng thịt một, trả cái gì cũng trả giá hết đối với lại những người buôn bán. Thế thì khi mà họ đi vào một cái nhà hàng sang trọng để ăn thì họ lại đối xử với lại ừ. những cái người mà dịch vụ ở trong đó, những người tiếp viên ở trong đó đó họ cho tiền bo rất là nhiều ừ. tiền tiếp rất là nhiều sẽ bàn cái chuyện đó sau sẽ sau à, phục right. thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại để coi anh Thái sẽ nói về cái việc, việc gì như thế đó à uh, sau phần thông tin thương mại